Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn tới quý vị khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với tin mới nhất. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc Trung Quốc liên tiếp phải gánh chịu các thảm họa thiên nhiên, một vòi rồng khổng lồ tại thành phố Sinlonhot thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ mới đây khiến cư dân không khỏi kinh hãi. Một cư dân mạng nói: "Mẹ thiên nhiên và trời đất nổi giận rồi." Vào chiều hôm qua, một vòi rồng khổng lồ xuất hiện tại Sinlonhot. Trong video lan truyền trên mạng internet, một cột lốc xoáy khổng lồ nối từ bầu trời xuống mặt đất, gió thổi cuốn cát bụi và các mảnh vụn bay dữ dội. Luồng khí do lốc xoáy hình thành quét vào bụi khí, che khuất cả mặt trời. Vào buổi trưa cùng ngày, Cục Khí tượng Nội Mông Cổ đã phát đi tín hiệu cảnh báo màu xanh đối với gió mạnh và tín hiệu cảnh báo màu vàng đối với sấm sét. Cục khí tượng này cho biết, sức gió trung bình tại một số khu vực có thể đạt từ cấp 8 hoặc cấp 7 trở lên. Có đến 3,658 triệu người thảo luận bên dưới tiêu đề Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên Weibo. Nhiều người chia sẻ, cảnh tượng đáng sợ quá, vòi rồng, mưa đá, lũ hết cái này đến cái khác. Ông trời thực sự tức giận rồi. Xem ra giống như ông trời đang nổi giận. Năm 2023 không bình thường, mong mọi người bình an. Trong dịp Tết vừa qua, người dân Bắc Kinh cũng xôn xao chia sẻ những bức ảnh mưa đá trên Weibo, không ngừng kêu la rằng mưa đá to như quả trứng. Cũng trong ngày hôm đó, nhiều khu vực ở phía Nam và phía Bắc của Trung Quốc phải đối mặt với mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng. Đại dịch virus Vũ Hán lắng xuống, nền kinh tế của đất nước tỷ dân chưa kịp phục hồi thì miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu thêm lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa lũ, các tỉnh gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã liên tục có mưa lớn. Hơn 60 con sông đã có mực nước vượt trên mức cảnh báo. Nhiều thành phố đã bị ngập lụt, nhiều người bị tử vong hoặc mất tích. Gần đây, Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Vân Nam và các khu vực khác đã trải qua mưa lớn. Nhiều địa phương đã bị ngập lụt và lở đất. Đài khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa bão. Dự kiến trong 2 ngày tới sẽ có mưa lớn và nguy cơ ngập lụt ở các khu vực của Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông. Hôm qua, Đài khí tượng thành phố Lệ Phổ đã đưa ra 2 cảnh báo màu đỏ mưa bão liên tiếp. Huyện Dương Sóc đã đưa ra 3 cảnh báo đỏ mưa bão. Đài khí tượng huyện Vĩnh Phúc đã đưa ra 4 cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Mực nước sông Liễu, thành phố Liễu Châu tăng vọt. Mực nước cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu xuất hiện ở mức nước cao nhất 82,93m, vượt quá mức nước cảnh báo 0,43m. Các con đường dọc theo ven sông, tầng 1 và cửa hàng ở khu dân cư đều bị ngập. Thôn Lợi Chu, dân tộc Giao, huyện Đền Lâm, Quảng Tây đã xảy ra lũ quét từ thôn Lợi Chu đến làng Hà Khẩu, thị trấn Nhạc Lý bị sạt lở nghiêm trọng. Một số trường học và làng mạc ở địa phương đã bị đất đá trôi giạt vào, toàn thôn đã phải khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Theo dự đoán của Cục Thủy văn huyện Dương Sóc, mực nước sông Ly đoạn qua huyện Dương Sóc đã vượt quá mức nước cảnh báo 2m trở lên so với mực nước cảnh báo 109,5m. Các con sông vừa và nhỏ như sông Ngộ Long, sông Kim Bảo, sông Hưng Bình đã vượt quá mực nước cảnh báo. Video trên mạng cho thấy các con đường của nhiều thành phố, làng quê và thị trấn ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây đã bị ngập nước, phòng ốc và xe cộ của người dân bị chìm ngập, nước đọng quá eo, lợn do người dân nuôi phải chạy lên lầu để tránh nạn. Quảng Tây xảy ra thiên tai lũ lụt vì mưa to liên tục trút xuống, khiến 323.488 người gặp nạn, 81 ngôi nhà và 128 căn phòng bị sập. Một người bị sét đánh tử vong, diện tích nông nghiệp bị thiên tai lên tới 14.225 ha. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến mưa rất lớn sẽ xảy ra ở khu vực Quế Bắc và Quế Trung của tỉnh Quảng Tây. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm qua một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện tự trị Giang Hoa, dân tộc Giao, Vĩnh Châu của Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị ngập nước. Trận lũ lụt khiến quốc lộ 207 bị gián đoạn, 30.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ ngày hôm qua, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 200mm, 21 trạm mưa trong huyện đã vượt quá 100mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày hôm kia, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1. Toàn huyện có 8 thị trấn, 20 làng bị ngập nước. Hơn 1.000 người đã được di rời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các sông và nhiều thị trấn như Hà Lộ Khẩu, Bạch Măng Doanh, Đại Lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước. Một số cây cầu cổ 100 năm tuổi cũng gặp phải lũ lụt. Vào lúc 11 giờ sáng khi nước lũ lên cao nhất, 3/4 cây cầu đã bị ngập trong nước. Bởi vì lũ bất ngờ cuốn tới khiến cho nước sông đột ngột dâng cao, 5 người ở địa phương đã bị mất tích, 3 nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu cũng đã bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường trở về ký túc xá. 2 nhân viên của một công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. Gần đây mưa lớn cũng đã liên tiếp xảy ra ở Quảng Đông. Hôm qua đồng bằng sông Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thành Viễn, phía Nam Thiểu Quan, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Vệ Châu, Đông Hoản và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai.
Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa bão lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày hôm qua có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, từ ngày 7 đến ngày mai, Quảng Đông tiếp tục có mưa, mưa to cục bộ hoặc mưa cực lớn. Trong cơn dông, một số huyện thị sẽ có gió rất mạnh từ cấp 8 đến cấp 9. Từ ngày cuối tháng trước đến 9 giờ ngày hôm qua, Quảng Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa to 1.057 lần, trong đó có 73 lần cảnh báo màu đỏ. Tính đến 13 giờ 37 phút ngày hôm qua, vẫn còn 38 huyện thị có hiệu lực cảnh báo mưa to. Tại huyện Quảng Nam thuộc châu tự trị Văn Sơn của dân tộc Mèo, dân tộc Choang, tỉnh Vân Nam cũng đang gặp phải mưa lớn. Nhiều khu vực trong huyện thị xuất hiện ngập úng nghiêm trọng, một số ngôi nhà bị ngập lụt khiến người dân bị mắc kẹt. Huyện Cống Sơn, châu tự trị Nội Giang, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu trận mưa lớn liên tục lớn nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng. Nhiều nơi xảy ra sạt lở và lún đất, giao thông, điện lực, thông tin, hoa màu, nhà ở và nguồn cung cấp nước bị hư hại nghiêm trọng. Ít nhất 2 người tử vong và 8 người mất tích, thiệt hại kinh tế đã vượt quá 700 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến hơn 440.000 người ở 10 thành phố và 51 huyện bị thiệt hại. Một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng, một số đoạn đường đi lại khó khăn do nước đọng, một số cây cầu và con đường đã bị cuốn trôi, cây nông nghiệp bị ngập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 400 triệu nhân dân tệ. Trong đó Bình Hương, Thượng Nhiêu, thị trấn Cảnh Đức, Cán Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hôm qua, 4 thành phố Bình Hương, Tân Dư, Cát An, Phủ Châu ở Giang Tây và phía bắc của thành phố Cán Châu, phía nam thành phố Nghi Xuân đều phải hứng chịu những đợt mưa to hoặc mưa dông, mưa to cục bộ. Kể từ đầu tháng đến nay, hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị nước mưa xâm nhập, khu vực phía bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến có 82 thị trấn và làng mạc ở 28 huyện, có lượng mưa hơn 50mm, trong đó có 8 thị trấn và làng mạc ở 5 huyện có lượng mưa hơn 100mm. Làng Phượng Bộ, huyện Cổ Điền có lượng mưa lớn nhất là 147,7mm, với lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì nước mưa. Dự báo thời tiết cho thấy toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Tại thành phố Củ Châu, tỉnh Chiết Giang liên tục xuất hiện mưa lớn. Do bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra tại thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Củ Châu. 107 dân làng đã được sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết của Trung Quốc, trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng sông Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc, đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 28 tỉnh. Ước tính có trên 10 triệu người mất nhà, bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Truyền thông chính thức thừa nhận việc xả đập Tam Hiệp. Ngày hôm kia, Nghi Xuân, thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc hứng chịu lượng mưa lớn và đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Di Hang, một người dân nói với Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bị mất xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp và một số hồ chứa khác. Hậu quả là thành phố Nghi Xuân, các khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng, các con phố bị ngập chìm trong biển nước. Một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm qua, ông Di Hang cho biết, mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn so với các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Xuân năm nay? Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử kể từ giữa tháng, các khu vực thượng nguồn của sông đã có nhiều trận mưa lớn, làm đầy hồ chứa của con đập này, ảnh hưởng đến các thành phố lân cận. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Vương Duy Lạc, một nhà thủy văn của người Trung Quốc đang cư trú tại Đức đã nói rằng, hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh, khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước. Ngày hôm kia, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố rằng mức nước của 25 con sông đã đạt mức cao trên cảnh báo, các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát kịp nước, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuyên bố trên có nghĩa là đơn vị điều hành của đập Tam Hiệp trực tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước của đập Tam Hiệp vào các hồ chứa. Đến ngày hôm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính thức tuyên bố thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã tiến hành xả lũ đầu tiên kể từ năm nay, với mục đích là phát điện. Điều này có thể gây ra một đợt lũ mới cho các khu vực gần đập Tam Hiệp. Để tạo ra nguồn điện cần xả nước từ con đập, Bao Si Heng Feng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Sentirepower.com, cho biết với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng lý do đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Ngày hôm kia, chính quyền hành động nhưng không thừa nhận việc xả lũ, đến ngày hôm qua mới chính thức thừa nhận xả lũ trên phương tiện truyền thông. Hành động không cảnh báo cho người dân trước nguy hiểm của việc xả lũ đập Tam Hiệp đã gây ra hậu quả khôn lường. Hiện giới chức vẫn chưa công bố số người tử vong trong thảm họa. Cư dân mạng lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc, nhiều người dân bị điện giật trong nước và đã chết. Mưa bão ở Tương Dương, Hồ Bắc đã khiến nước tràn ngập qua đường phố.
dây điện cao thế rơi xuống nước, một phụ nữ trẻ đang đi trên đường bị điện giật. Một người phụ nữ cầm ô đã bị lũ cuốn trôi. May thay có một người đàn ông cách đó vài mét đã tới để giải cứu. Có nhiều người bị điện giật khi bị cuốn trong lũ, nhiều nơi đang bị ngập lụt. Hãy mau chóng cứu người, một cư dân mạng cảm thán. Đây đúng là một thảm họa chết chóc. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miện Ninh, giết chết ít nhất 12 người. Tính đến ngày hôm kia đã có ít nhất 10 người mất tích. Cô Wang, một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương, đã đến thăm khu vực này với bạn bè và đã chia sẻ với Epoch Times trải nghiệm của mình. Vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ, thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông ta bị thương khắp người. Trên tay ông ấy bị chảy máu. Wang nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi bất kỳ cảnh báo nào khi có trận lũ lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi từ trước. Cô Wang cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó. Vào khoảng 8 giờ sáng, nước ngập sâu phải tới 1,5 mét đến 1,8 mét, cô cho biết. Hiện các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được thảm họa trên toàn quốc, gồm cả dịch bệnh, lũ lụt. Các thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân mà đến nay vẫn chưa rõ con số trên thực tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp về Bộ Chính trị tại Bắc Kinh. Ông không hề đề cập đến trận lũ lụt cũng như hậu quả và cách khắc phục. Ông chỉ nhấn mạnh một câu rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường. Vâng, thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải của màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!